Dạ xin chào quý cô chú anh chị Chúc quý cô chú anh chị luôn dồi giàu sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha Hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là ngang 3 dài 8 đổ suốt một lầu có hai phòng ngủ Hướng nhà là hướng nam, vị trí là hẻm 2 sạc đường 1A, ấp 1 bên lúc B bên chánh Vị trí căn nhà này di chuyển ở đường 1A chỉ vài chục mét thôi quý anh chị Nhà này là khu dân cư hiện hữu, điện nước sạch có đầy đủ rồi Chủ đang ra bán với giá là 800 triệu, thì 800 triệu là giá chốt nha quý anh chị em cũng bán mấy căn khu này rồi thì nhà khu này ở rất yên tĩnh đây là phần không gian dưới phòng khách đó quý anh chị ở khu này là có 8 căn nha 8 căn thì nhà nó cũng tương tự giống nhau quý anh chị nhà này thì có luôn cái lửng bên trên nha quý anh chị ở dưới thì để suốt thôi quý anh chị về mình đề co là sau có thể làm cái tấm bo để ngăn lại cũng được quý anh chị giữa cái phòng khách với nhà bếp á đây thì trang bị cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ rồi. Giờ em sẽ mời quý anh chị di chuyển lên trên lầu ha. Đây là phần không gian trên gác lẫn đó quý anh chị. Chỗ này lúc trước là chủ nhà làm chỗ ngủ luôn quý anh chị. Còn không mình về thì mình để đồ cũng được. Nhà sẽ gọn gàng hơn ha. Trên này có hai phòng ngủ diện tích của phòng phía dưới nó sẽ nhỏ hơn phòng phía trên nha đây là phòng phía sau nè quý anh chị diện tích nhỏ vậy quý anh chị bắt cái máy lạnh tầm một ngựa thì quá mát mẻ luôn quý anh chị phòng phía trước đây rộng hơn thì nó có luôn khoảng ban công nhà đây tình trạng cũng còn khá là ok quý anh chị về thì tại mấy cái lỗ trên tường á là chủ nhà gỡ đi gỡ máy lạnh này kia đi á quý anh chị về thì mình bắt lại thôi thì cuối đường này nó sẽ có ba căn có ban công nha còn mấy căn ngoài trước là nó không có nha quý anh chị mấy căn diện tích nhỏ này thì em quay nhanh thôi cho quý anh chị cũng xem đỡ mất thời gian tại khu này có ba bốn căn na ná náy giống nhau thì em đã quay từ trước rồi quý anh chị Dạ, em xin nhắc lại thông tin căn nhà này một lần nữa. Nhà này diện tích là 38, độ suốt một lầu, có hai phòng ngủ. Có luôn cái lần ở trên bếp nha quý anh chị. Chỗ đó quý anh chị có thể tận dụng làm chỗ ngủ hoặc là để đồ cũng được. Nhà hướng Nam, vị trí là hẻm 2 sạc đường 1A, cách đường 1A chỉ có 50m thôi. Nhà này chủ đang ra bán với giá là 800 triệu. Thì giá này giá chốt nha quý anh chị. Thì chủ nhà có thể bớt lọc cho quý anh chị được chục triệu dạ thì em cũng xin kết thúc clip ở đây cảm ơn quý chị đã theo dõi video của em ha quý chị nào quan tâm cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại em ở góc phải màn hình đó hoặc là kết bạn zalo em sẽ gửi thông tin và đầy đủ giấy tờ qua nha và xin hẹn gặp lại quý chị ở clip sau